Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Anh chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Tôm Sắt Đất Thắng nha bà con. Em với Nhi lên tiếp cho anh em mình một cái con giăng ma. Cái này anh NS con mấy mươi quá, này chắc 40 quá anh em ơi, nhỏ xíu à. Này rất A, cái dòng này nghĩa là chắc 40 thôi. Này lóc nhôm, cái này đạn nước anh em, đạn nước lóc nhôm. Đặc biệt là dòng này rất nhiều anh em cũng như bà con cô bác mình chuộng là ở chỗ là nó rất là nhẹ anh em mình, nó nhẹ dữ lắm, nhẹ luôn. Còn số siêu có mấy này nè anh em nhìn giùm em nha, 802660 802660 là số siêu của máy này. Cái này là đạn nước anh em. Cái máy này em để trong kho, em không đóng chân nền lâu lắm rồi. Cái máy này thì cái thùng dầu nó bị lủng rồi, bên em có cắt hàng tháp cái đáy này. Còn trong máy thì nó nguyên zin anh em, nơi cũ kỹ nhưng mà thích hợp cho anh em mình để đồng bơm nước á. Vì cái đời bạc đạn này, thứ nhất là mấy bà con cô bác mà lớn tuổi ha, có khi hoặc là anh chị nào có gặp có vấn đề sức khỏe á, thì nó rất là nhẹ, nó không có nặng như những dòng lóc gan này, lóc nhôm. Là máy nó nguyên thủy vậy nè, nói chung là nó nguyên khi mà nó xét nghẹt cũng nguyên bản luôn vậy nè, ốc nó xét nghẹt luôn á. Lóc nó gì đây, cái bô này là cái bô mới nè, cái tôm nó thì cái này nó cũng thiếu cái tôm luôn. Nếu anh em bơm nước ruộng thì em tặng cho anh em mình cái tôm bơm nước ha, cái tôm mua cái tôm mà để em bơm nước ruộng á. Còn anh em muốn kéo nén thì thuốc thì em tặng anh em cái tôm poly có rảnh dây cugo ha. Còn ngoại hình thì máy này nó hơi xét nè, anh em nhìn thấy này nó xét ha, nó cũng nguyên bản cũng hên là gì mà nó chạy ngon lành anh em ơi. Giờ để không có mất thời gian của bà con cô bác mình, em nhờ Nhi test hàng cho anh em bà con cô bác mình nha. Cái này là đạn nước anh em, anh em nhớ lưu ý giùm em đạn nước. Quay nó rất là nhẹ nha. Cái này cái da mắc dịnh, cái da này cái da sống nó chạy chạy tốt vậy đó nha. Này chắc phải nữa chế gì ra cho anh em bà con lắc mình rồi, cái nó có chỗ mình con nước mắt ngồi vậy như là rất chết đó. Chồng đi bơm nước mắt vợ đây ngồi vịn vịn cái tay lên ra rất là ngon cực kỳ luôn á. Bơm nước xong cái ruộng gì gì chiều về hai vợ chồng nhìn nhau luôn, sáng giờ em mỏi quá trời mỏi anh ơi. Mấy con thắng bán á. Mấy con thắng bán ấn tượng quá. Nó cũ kỹ mà nó dây rất là đã anh ơi. Này nó rất là đã luôn á. Nhưng mà được con cái là nó đầu viên. Mà nó có bô lửa này, bô lửa mới nè. Rồi với cái chá mũ này là bên em có thay nè. Cái chá mũ thì bên em thay với cái bô. Còn máy móc ở đây nó nguyên xin anh em, đến nỗi mà nó xét cũng nguyên xin theo nó luôn, nó dơ ầy với em vậy nè. Nhẹ đây à. Cái dòng này nó rất là nhẹ, giờ em test lại cho bà con cô bác mình coi nè. Cái này anh em để đồng bơm nước là bá cháy. Chứ lúc này không có máy móc gì cho anh em ô vì hàng quá không có đa dạng nữa. Không ra em mua không được luôn. Còn cái lời to nữa hả? Cái này bị nó, cái này anh em nào có chốt thì nữa bên em sẽ làm thôi, nó dỗ lên ga cho anh em mình nha, chứ nó gì vô vương xài rồi. Này ai đâu mở không mà vịnh hoài bơm nước mà ngồi vịnh hoài, con này sao nó sợ, làm nó sợ mất á, mất cái máy gì nó ngồi vịnh hoài chờ. Nó không phải có máy tôi mua có con thắng tự động đó, tôi mất vịnh chưa đó. Mà làm cái vụ có bằng ra thì bên em sẽ lãnh cái
cái trách nhiệm là chế cái ga cố định cho anh em mình ha. Nó chắc ngàn lên ra cái bơm tốt quá. Chứ mà bơm nước mà hoặc là anh em chạy xong mà mắc dính cái này tối ngày không được rồi. Rồi em cũng xin báo giá anh em bà con cô bác mình ha. Cái này em bán cho anh em là 3.4 bao ship. Mấy đời này là đạn nước anh em. Đạn nước anh em, thứ nhất là nhẹ quay, với thứ hai là nó bền. Còn số bà con nói là nó dễ sửa, nhưng mà thật ra giờ quá dê đạn gì nó cũng dễ cho anh em. Anh em nào biết nó thì dễ à. Ví dụ như nó không bơm dầu thì mình kiểm tra heo bét, mình đừng suy nghĩ tới mấy phần khác. Nói chung là cái nó bệnh nào mình chữa đó thì mình sẽ thấy nó dễ à. Rồi bây giờ em nhờ quý già Nhi test lại một cái nữa cho bà con cô bác mình nhịn lần nữa ha. Lấy tay đi. Bị cái này anh em đưa vào đó tới tối là không có tay à. Không có tay mà ấy ấy hả? Rất là nhạy nữa mày, nói chung là nó rất là nhạy đó. Đó. 3.4 anh em mua về anh em bơm nước đã luôn. Nước rất là đã luôn, có nước đất ngò anh em nhỏ nhỏ từ 400 đến cho khoảng 800, 100 rồi anh em bơm nước đã nhẹ riêng dữ lắm. Cái này chắc ăn nhẹ vợ em xịt luôn, đảo đảo anh em mình luôn. Cái nắp nhớt này bên em có thay rồi anh em nắp luôn. Rồi thôi để nãy giờ em cũng nói quá đủ chi tiết rồi, thôi em cũng cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều nha bà con. Rồi nhí xuống. Rồi anh em bà con bác nào có làm được cái này thì alo cho em nha. Rất nhạy luôn thôi, rất nhạy rất nhẹ. Anh em vừa mua bơm nước mới này là bá chế bù chét luôn. Rồi cảm ơn em nhiều nha Nhi. Dạ. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Rồi chào tạm biệt bà con.